Rồi anh chào bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo mình nhé. Thì có rất là nhiều bạn nói mình là làm cái video chia sẻ cách mà update BIOS cho máy tính. Thì thực chất ra trong quá khứ ấy, mình đã làm khá là nhiều những cái video mà update BIOS rồi. Các bạn không tin các bạn có thể tìm lại nha. Laptop có máy bàn có cái hiện có đầy đủ hết rồi. Và ngay cả mình hy sinh luôn một cái laptop update BIOS cho các bạn coi. Cái laptop trị giá 21 triệu mình update xong bắn máy luôn chết máy luôn và phải đi thay một cái mainboard hết khá là nhiều tiền của mình đó thì uh, mình vẫn tiếp tục nhận được nhiều cái yêu cầu các bạn nói mình là làm cái video update BIOS cho máy này máy kia nhưng mà tại vì có máy đâu mà update mình chỉ update là những cái máy của mình có mình update cho các bạn coi để các bạn tham khảo thôi chứ còn máy nào update thì mình đâu có máy đâu mình update đó thì trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ các bạn một cái vấn đề đó là có nên update BIOS hay không và khi mà chúng ta update BIOS ấy thì chúng ta sẽ có rủi ro gì? Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ vấn đề này các bạn nhé. Thì trước khi đi vào cái nội dung chính là chúng ta có nên update BIOS hay không á thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là BIOS là cái gì. Thì cái con BIOS á nó chính là một cái con chip nằm ở trên cái bo mặt chính của máy tính chúng ta hay gọi là cái main bo đó, cái nhiệm vụ của nó là nó lưu trữ một cái phần mềm hay người ta còn gọi là cái firmware để nó quản lý tất cả những cái linh kiện trên main bo của bạn, ví dụ như là các cái cổng I/O phía sau đó, ví dụ như USB hoặc là những cái cổng xuất màn hình đó, rồi à, quản lý À, những cái khe PCI address trên mainboard Rồi RAM Rồi uh, VRM Đủ thứ các kiểu Nói chung là tất cả mọi thứ trên cái mainboard Nó đều được quản lý bởi con BIOS này Qua cái firmware Là qua một cái phần mềm đó Thì uh, khi mà các nhà sản xuất Người ta muốn Nâng cấp một vài cái tính năng Cho cái mainboard người ta Mà người ta cảm thấy là không cần phải Thay thế linh kiện phần cứng hay gì đó Thì người ta sẽ sử dụng cái chiêu là viết ra một cái bản phần mềm mới, một cái firmware mới để cập nhật cho con BIOS này và con BIOS này nó sẽ điều khiển những cái linh kiện phần cứng trên cái mainboard đó thêm một số tính năng mới hoặc là ví dụ như là trên những cái bản phần mềm những cái firmware cũ á nó có xảy ra cái lỗi gì đó mà nó làm cho cái mainboard nó làm việc không được tốt thì người ta cũng uh, phát hành ra những cái bản firmware mới để cập nhật cho con BIOS giúp cho cái mainboard đó làm việc được tốt hơn, uh, tối ưu hơn, chẳng hạn là như thế hoặc là cũng có thể là ví dụ như uh, một cái menbo thế hệ này người ta vừa mới sản xuất ra được cỡ tháng hai tháng cái tự nhiên cái uh, ông intel hoặc là ông amd ông ra một con cpu mới mà bây giờ cái menbo này người ta vừa mới sản xuất ra biết bao nhiêu tiền mà bán cho khách hàng xong giờ lại ra cái menbo mới nữa thì rất là khó đúng không? cho nên người ta sẽ có một cái chiêu là người ta sẽ viết ra một cái firmware mới để cập nhật cho con bios này giúp cho cái menbo này nó có thể chạy được những con cpu đời mới hơn đó ví dụ là như thế Vậy thì cái vấn đề ở đây là khi nào chúng ta mới cần phải update BIOS. Chúng ta sẽ liệt kê ra những cái điều như sau. Cái điều thứ nhất đó là ví dụ như một ngày nào đẹp trời các bạn xài máy, các bạn mở máy lên, máy nó cứ tự chạy vào trong BIOS, nó không chịu vào trong Windows, làm cách nào không vào được Windows, reset BIOS, clear CMOS rồi thay pin BIOS đủ thứ các kiểu hết, làm đủ mọi cách rồi, không được. Thì chúng ta chỉ còn cách làm sao? Update BIOS thôi Thì update BIOS ở đây ấy, các bạn sẽ Có thể là Update lên cái bản mới nhất Ở thời điểm hiện tại Hoặc có thể là bạn có thể tải luôn cái bản BIOS Cái bản BIOS mà cũ mà bạn đang xài Để bạn về bạn update lại Cái mục đích của bản, update BIOS là để cho nó Clear đi tất cả những cái lỗi hiện tại ở trên cái, cái con BIOS của bạn để cho cái men của bạn nó làm việc tốt hơn chỉ đơn giản vậy thôi chứ không phải là update bios là lúc nào phải là update được cái bản mới nhất không phải là như vậy bạn có thể bạn update xuống cái bản thấp hơn luôn cũng được nữa tại vì là chúng ta dùng cái bản với cái bản bios đó cái bản firmware đó để giúp cho nó clear sạch đi cái con bios hiện tại và nó làm cho con bios nó chạy được tốt hơn chỉ đơn giản vậy thôi đó thì khi nào mà bạn xài bạn cảm thấy là cái máy của bạn nó bị lỗi những cái lỗi lặt vặt như vậy mà không có cách nào khắc phục được thì chúng ta chỉ còn cách là update BIOS. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó là ví dụ như khi mà trong trường hợp giống nãy mình nói đó, chẳng hạn ví dụ như bây giờ bạn mua một cái mainboard uh, sử dụng chip uh, chipset của nó là B360, ví dụ là vậy đi. Thì thường thường bạn thấy là mainboard và chipset B360 thường thường là nó chạy CPU Intel thế thứ 8 đúng không? Thường là như thế, nó đi nó đi như nhau như vậy. Thế bạn mới mua được vài tháng các bạn thấy là bây giờ nó ra con Cebu thế hệ thứ 9. Bạn bạn hèm quá đúng không? Bạn hèm quá mà bây giờ mua Cebu thế hệ thứ 9 về thì trả lẽ chạy men B360 -B -B đúng không? Nhiều khi sợ nó không hợp hoặc nó chạy không được. Mà bây giờ mới mua cái men bo xịn xong, mới mua men bo xịn sò xong, hết bao nhiêu tiền. Giờ lại phải mua thêm men bo chipset B365 -B thì phí quá đúng không? bây giờ mà bán cái cũ đi thì nhiều khi không đủ bao nhiêu tiền mà để đó thì để làm gì vậy? Chả để tế đúng không? Cái chúng ta sẽ coi thử xem là cái mainboard này nó có hỗ trợ cho những con sebul đời sau hay không? Và các nếu như các bạn nhìn thấy nó có hỗ trợ, các bạn đừng có mừng vội. Mặc dù nó hỗ trợ đấy nhưng mà các bạn cắm vào chưa chắc đã chạy đâu. Bạn phải làm cái việc đó là bạn phải update bài lên. Thì khi mà gặp cái trường hợp như vậy ấy, bạn sẽ coi thử xem là những cái bản BIOS mà đời mới nhất đấy thường thường người ta sẽ có những cái mà gọi là cái mô tả người ta nói là cái con BIOS này là nó làm cái gì nó hỗ trợ cái gì, hỗ trợ cái gì thì có những cái bản BIOS người ta sẽ ghi là ví dụ như là hỗ trợ cho Cebu đời mới hơn đó chạy tốt hơn này kia thì lúc đó bạn sẽ tải cái file BIOS đó về để bạn update cái con BIOS của bạn lên giúp cho con BIOS của bạn nó có thể nhận diện được con Cebu đời sau được tốt hơn đây cũng là một cái chiêu mà giúp cho các bạn có thể là sử dụng những cái men bo đời cũ để chạy xe đời mới đấy giống như là bây giờ mình thấy là ở trên mạng đang rùm ren lên cái chuyện mà uh, mốt lại cái men chạy chipset H110 H110 nha và men B310 để chạy cái con Cebu Core i3 9100F nhưng mà thường là người ta sẽ mốt là cái men H110 nhiều hơn bởi vì cái men bo này bây giờ cái giá của nó khá là mềm Tại vì nó cũ kỹ quá rồi mà nó nó cổ điển quá rồi cho nên giá nó khá là mềm. Đấy và mình thấy là người ta test chạy rất là ngon luôn. Thì đây cũng là một cái chiêu gọi là để update BIOS đấy. Người ta sẽ tìm cái con tìm cái BIOS của những cái mainboard của những cái hãng đó luôn cùng hãng và nó support cho con i3 9100f người ta lấy về người ta flash cho cái mainboard đó, flash cho cái mainboard mà chạy chiếc xét H110 đó để cho nó có thể nó nhận diện được con i3 9100f thế là chạy ngon lần ấy cũng giống như là biến cái mainboard H110 thành một cái mainboard ví dụ như là B365 vậy hoặc là B B3, B310 vậy. Đấy nó chạy ngon được con H con i3 9100f luôn. Tại vì bây giờ bạn nghĩ đi. Thay vì ví dụ như bạn mua cái mainboard H110 nó quá rẻ, còn cái mainboard mà B365 khá là mắc. Đúng không? mà chỉ cần một cái việc là update BIOS lên là xong nhưng mà phải nhớ là hên xui các bạn nhé, hên xui mà hên lúc uh, xui lúc nào cũng nhiều hơn hên đó rồi tiếp tục là khi mà các bạn update BIOS ấy, thì các bạn cần phải chuẩn bị những cái gì đó là nếu như mà các bạn update BIOS bằng laptop ấy, thì nó sẽ cái sự mà rủi ro của nó nó sẽ tốt hơn đối với mấy bạn rất là nhiều bởi vì các bạn phải biết là khi mà update BIOS ấy, bạn phải chuẩn bị là cái điện ấy lúc nào cũng phải đầy đủ. Ha, nếu như bạn đang update BIOS mà bị mất điện hay sao đó là cái máy của bạn coi như vứt luôn. Ha, cái laptop là vứt luôn mà cái máy bàn thì cái mainboard quăng luôn. Tại vì đang update dở dang mà bị cúp điện một cái là coi như là con BIOS nó bị tèo rồi. Nó bị đít rồi. Còn nếu mà muốn cứu sống lại thì chỉ còn cách mà mang đến những cái chỗ mà người ta có máy mà nạp ROM ấy, nạp BIOS lại ấy, đó mang đến người ta thổi con bay ốt ra người ta lấy người ta cho vào người ta nạp firmware lại thì mới cứu sống được mà cũng hên xui lắm nha hên xui lắm có khi được có khi không có nhiều khi những cái men bom đời mới quá mà người ta chưa có cái máy nạp đời mới nạp không được cũng quăng luôn đó cho nên thường thường ấy update bay thằng laptop ấy, nó có lợi hơn một cái là nó có cục pin thì bạn cứ cắm sạc pin đầy đi xong rồi lúc mà update bay ốt cũng vẫn cắm dây sạc luôn lỡ về cúp điện cá thì vẫn còn cục pin nó cấp điện cho bạn tại vì update bios thì trong quá trình mà nó update nó chỉ diễn ra tầm khoảng ghê lắm là 5 phút là cùng à đấy còn thôi chỉ có một hai phút thôi thì 5 phút là cục pin là dư sức để kéo rồi đó update xong là ngon còn đối với bạn thì nó có cái gì để giữ điện đâu đúng không ngay cả khi bạn dùng cái cục UBS là cái cục mà lưu điện đấy nó chỉ được khoảng có một hai phút thôi nhiều khi nó không kịp mà cái năng lượng của cục UBS thì nó nó không thể nào mà bằng như là cái pin laptop được à, cúp điện một phát là coi như tèo ngay À, thấy không? Nó rất là chua vô cùng nhé các bạn nha. Đó cho nên là khi mà update BIOS ấy, các bạn phải cân nhắc thực sự cho kỹ lưỡng. Nếu như không thực sự cần thiết thì đừng bao giờ update BIOS. Tại vì à, có nhiều bạn ấy thì cứ thích là lúc nào cũng phải là mới nhất <laughs> giống như mình đây. <laughs> lúc nào cũng thích mới nhất đấy. Chẳng hạn ví dụ như bây giờ mà nó ra một cái bản BIOS mới là mình sẽ update lên liền. Thì cái chuyện mà update BIOS mới lên nó cũng có cái lợi của nó lắm các bạn nhá. Ví dụ như là nó sẽ giúp bạn là cập nhật thêm hỗ trợ cho men thêm một số tính năng mới này cái thứ nhất cái thứ hai nữa ví dụ như hỗ trợ những cái xe bu đời mới hơn một tí hoặc là cái quan trọng nhất ở đây ấy, là nó gọi là fix bug fix bug có nghĩa là nó sửa tất cả những cái lỗi trên cái bản bay đời trước đó để giúp cho cái men của bạn nó chạy được tốt hơn ổn định hơn đó cho nên là mình lúc nào cũng vậy mình lúc nào mình cũng muốn là update lên cái bản mới nhất nhưng mà khi mà làm cái việc này thì cái độ rủi ro của nó rất là cao đặc biệt là những bạn mà không rằn ấy rất là nguy hiểm cho nên mình khuyên các bạn là khi mà không thực sự cần thiết thì đừng bao giờ làm cái việc này và nhất là các bạn là người không rằn thì cũng đừng bao giờ làm cái việc này bởi vì khá là nguy hiểm Nhất là mà bạn mua cái men mới về bạn update lên mà chết BIOS ấy, là người ta không bảo hành đâu nha Các bạn phải nhớ cái điều này, không bao giờ bảo hành cho bạn cái việc này đâu Thì trong quá khứ ấy, mình cũng có làm một cái video chia sẻ với các bạn là mình dùng cái laptop 21 triệu của mình đấy Để mình update BIOS lên và trong quá trình mình update Thì xui sao đó nó bị treo máy các bạn Nó bị treo máy Đây cũng là một cái gọi là tai nạn thôi nha Tại vì mình update ấy, thường thường là nó rất là xuân sẻ nhưng mà Xui sao bữa đấy nó bị treo máy các bạn Nó không cúp điện, điện ngon Mạng ok luôn nhưng mà bị treo máy Đang update cái treo máy này phát Thế là coi như tèo luôn ha, Treo máy cái phát một cái là coi như là chết ngắc rồi Đâu còn chạy được nữa Thế là băn luôn cái máy Đâu còn cách nào đâu Mà cái con BIOS của mình thì khá là mới Cho nên mang ra ngoài tiệm Nhờ người ta nạp BIOS lại hộ thì người ta không có thiết bị Đành phải order luôn một cái mainboard mới tin về các bạn À, đợt đấy của mình cũng mất đâu tầm khoảng cỡ bốn năm củ khoai đấy nha bốn năm củ khoai cái men bo về thay nguyên cái men mới tinh luôn coi như là cái máy mới tinh luôn rồi Đó, đấy các bạn thấy chua không và có một điều nữa, muốn chia sẻ các bạn luôn là khi các bạn update BIOS các bạn nên dùng cái phương pháp là update trực tiếp trong Windows thay vì là update ở trong BIOS hoặc là update bằng những cái phần mềm mà chạy bằng uh, DOT đấy ha nó nó phức tạp và nó khó làm còn các bạn uh, update bằng những cái phần mềm mà của hãng người ta cung cấp cho bạn. Update trực tiếp trên Windows thì nó sẽ dễ dàng hơn ha. Rồi thì uh, vừa rồi là một số cái thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn về cái chuyện update BIOS. Hy vọng rằng sẽ hữu ích các bạn nhá. Cái video này mình xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nha. Bye bye. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhá cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.